Và hôm nay thì con này được 1 tháng mấy nha anh chị, mấy gần 2 tháng, bài lớn này nha. Em chỉ nhớ đó là 1 tháng mấy thôi chứ không nhớ chính xác là bao nhiêu ngày nha anh chị. Anh nuôi được bài lớn rồi, giờ đem xuống ao nuôi, lấy cái bể này nuôi lại cái đợt ốc nhỏ khác nha anh chị. Tại vì dưới ao đó hổng ngày bán ốc bố mẹ hết rồi đó. Cho nên là em còn con giống nó trỏng nhiều quá mà chưa có, mà để trong cái thùng xốp hoài không được nha, cho nên phải để ra ngoài nha. Cho nên em phải vớt cái này, vớt xuống đây là vớt hết bèo này đi luôn nha anh chị ơi. Để em vớt cái này quay tiếp nha. Đó thì em nuôi trên bể bạc bê lớn rồi đem xuống dưới nha anh chị. U đen này trong bèo mới hơi bò trên này bự bự gì nè nha anh chị. Rồi có anh chị nào thử cách này chưa nha. Vì khá là an toàn nha, không con cá nào mà ăn được mấy cái con lồng nọc gì mà giữ thần gì không biết. Bài lớn này nha anh chị. Đó, thả xuống có 1000 con à, mà lúc trước thả xuống không có thấy gì hết trơn á. À, bự lên thấy nó nhiều vậy á. À, còn mấy con ốc Thái nó lơ lửng gì nè, mà nó không có chết nha anh chị. Nó ở trạng thái lơ lửng vậy là chuyện bình thường nha. Đó, vậy thì bưng qua mương rồi thả xuống ha. Để qua bển thả xuống cái chút vớt tiếp, vớt mấy ngày mới hết nha anh chị, vớt lần một không hết đâu. Rồi vậy thì bưng thả xuống thôi nha anh chị, thả đại đi không sao đâu, không có vấn đề gì đâu. Thả xuống thôi mà không có kỹ thuật gì hết trơn á, tại vì nó con này nó bự rồi, nó bò được. Đó, gỗ rồi nè. Đó, nuôi thử bè lớn thử gần cá còn ăn được không, hột mít gì nè. Tùm lum hết trơn. À, cái mực nước sâu bao nhiêu sâu cũng vẫn được nha vậy, chứ không phải cần mà phải giật cạn nha, còn 2-3 phân đâu nha. Thả đại xuống đi không sao đâu, em thấy như vậy thôi nha. Đó, nè. Gỗ nè, u đen. Bè lớn thả an toàn nha anh chị à. Thì trong cái giai đoạn em nuôi từ nhỏ tới lớn là em ở đây thì không có bèo cám nha anh chị. Em cho ăn là ăn mít 24/24 luôn đó nha. Em cho ăn mít mà em xài thuốc Awasin thường xuyên nha, cho nên là không có con nào chết trơn nha. Con này ông lão ông đặt mít đàn ông bán ốc bui đen nha. Ốc bui đen đen cân có 25-28 ngàn ký rồi nha anh chị, không có nhiều, giá không cao nha. Đen mùa nữa mà, thả đại xuống đi không sao đâu. Rồi về làm vài gỗ nữa vớt. Anh chị nào có cái bể bạc thì nuôi trên bờ nó bự bự gì rồi hả, đem xuống eo nha, rất là an toàn nha anh chị, an toàn lắm. Rồi nguyên luôn đó, không thấy chết đó. Nè, con ốc này nó lơ lửng đây nè, nhưng mà nó lơ lửng nó ăn đó nha, không sao đó. Nó bự cái nè, 200 mấy gram đó nha anh chị ơi, không phải vừa đâu. Rồi nhiệm vụ của em là bữa nay vớt hết cái này đem xuống thôi. Em để lên 5000 con mới lên. Và hiện tại thì em thấy cái cách nuôi trên bể bạc mà cho nó bự bự như vậy á, rồi mình đem xuống dưới á, em thấy khá là ổn nha. Và em thấy cách này là làm được cho cả ốc bui đen và ốc Thái luôn nha anh chị, ốc nào cũng được hết trơn nha. Đó. Nè, cho ăn hột mít, hột méo gì tùm lum hết trơn nè. Nó ăn luôn cả cái hột mít này nha anh chị, hột mít mà bị chặt ra. Nó ăn được luôn nha. Vì cái hột hạt này thì mau ra đứt lắm. Nhưng mà kệ, cái này là nuôi 100% là thức ăn mà bằng mít này nha anh chị. Phải lớn anh rồi. À, có Awasin mới nuôi được nha anh chị. Không có Awasin là nuôi bằng này nó hao nha. Có Awasin vô là không hao con nào luôn. Đó. Em thấy vậy là ổn nè. Thôi bỏ cái chỗ nấm đi anh chị. Bỏ đại xuống nha. Thì em thấy cái này được cho nên em quay cho anh chị coi thôi nha. Rồi anh chị nào mà cần cái clip chi tiết thì bình luận với bên em nha. Mình có làm clip chi tiết cho anh chị nha. Ở mương này là đầy ốc bố mẹ luôn nha anh chị. Em bán hết rồi. Giờ không còn bố mẹ nữa đâu, cho nên em nuôi bay lớn nên mình thả lại rồi. Nè. Dạ, em thấy này được nha anh chị ơi. Đó. Này làm cho cả ốc bươu đen luôn, ốc bươu đen nuôi bay lớn này rồi thả xuống là chắc ăn nha. Chắc ăn như bắp. Em đi thả hết cái này cái rồi quay lại tiếp. Mấy con này là mới thành. Mấy lồng nọc này là thành mấy con nhái xanh không nè nha anh chị. Nhái xanh không à. Đó là cái này em nuôi thử nghiệm là cho ăn mít, toàn bộ là mít cho hết đó nha anh chị. Vẫn được đó nha. Lúc trước cho ăn mít thì nó chết lai gai hoài. Nhưng có Awasin thì nuôi được nha. Còn gỗ nè. Chưa có bắt hết nữa đó. Mới bắt mớ rồi em đi quay cho anh chị xem luôn nha. Thả thưa thưa ra đều ra. Tại vì nó cũng bự rồi. Hết đại xuống nha. Thả đại vậy đó. Nó đi đâu thì nó đi. Là chuyện của nó. Mấy hốc nấm gì chứ không có nhiều con luôn nha anh chị. Hốc nấm là chừng 20 con chứ gì. Tại vì con nó cũng khá là bự rồi mà. Rồi hôm nay thì em chia sẻ clip cho anh chị xem con em nuôi bé lớn thôi nha. Còn anh chị nào mà quan tâm nữa thì nữa em làm clip chi tiết ha. Về cái nuôi cách nuôi trên bể bạc nha. Rồi cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi clip nha. Mọi người có mua con giống thì liên hệ số điện thoại bên trên ủng hộ em nha. Cảm ơn anh chị nha.